Xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay mình tiếp tục tìm hiểu về cái sơ đồ mạch điện chính của con xe Cúp 125 FI. Thì trên thực tế thì cái con dòng xe này nó rất là ít. Đấy, không biết là anh em thợ làm ở thành phố thì có hay va chạm không? Chứ còn mình làm ở những cái vùng quê thì thực tế là mình còn chưa va chạm với cái dòng xe này lần nào. Đấy. Thì cái tài liệu này thì mình cũng có cái sơ đồ mạch điện chính của nó, thì mình cũng lại tiếp tục chia sẻ với những anh em mà chưa có tài liệu nhé, để anh em tham khảo, còn những anh em nào có rồi thì thôi. Đấy, thì với cái sơ đồ mạch điện của con xe Cúp này thì nói chung là nó đơn giản. Đấy, nó không có cái lắm cái hệ thống cầu chì. Đấy, hai là cái đường điện đi của nó cũng rất đơn giản, không có cái gì là cái phức tạp cả. Đấy, thì mình cũng đã có cái sơ đồ của nó đấy rồi, thì anh em nhìn thì cứ căn cứ vào đó mà anh em tra cứu nhé, nếu mà anh em gặp cái con xe này trong tương lai. Đấy, chứ còn thực tế nhé thì mình cũng chưa gặp con xe này. Đấy, thì con xe này là con xe Cúp 125 FI, con này có ổ khóa thông minh anh em nhé. Đấy, thì trên đây là cái sơ đồ mạch điện chính của nó, cái đường điện dương ắc quy đi tới tất cả các thiết bị điện. Đấy, thì bình ắc quy 12V. Đấy, thì được đưa lên bằng dây đỏ và gì đi qua cầu chì 10A. Đây là cái cầu chì phụ anh em này. Khi đi qua cầu chì 10A, tất cả những cái cầu chì màu đỏ là cầu chì trước ổ khóa anh em nhé, như mình vẫn nói đấy. Còn những cầu chì màu đen hoặc màu xanh đấy thì là màu là cầu chì sau ổ khóa. Thì đi qua cầu chì trước ổ khóa này thì chuyển thành dây đỏ sọc xanh lục, lúc này sẽ đi cấp điện cho đồng hồ. Đấy, đây là nguồn đồng hồ trước ổ khóa này, rồi cuộn từ mở yên xe. Vậy thì con này nó có một cái cuộn từ đấy để mở yên xe bằng điện anh em nhé. Đấy, rồi là nguồn trước ổ khóa đi vào SCU, đây chính là bộ điều khiển khóa thông minh đây. Đấy, đồng thời nó đi qua một cái rắc nối, thì từ dây đỏ sọc xanh lục nó chuyển thành dây đen và nó đi về cái cấp nguồn cho cái đèn led, cái vòng tròn đèn led khóa thông minh đấy nhá. Đấy là cái mạch trước ổ khóa, trước ổ khóa qua cái cầu chì 10A. Đấy, tiếp theo cái cầu chì chính này là chính là cầu chì 15A. Đấy, thì từ dây đỏ đi qua cầu chì chính 15A thì thành dây đỏ sọc vàng và đi về sạc anh em nhé. Đấy, thì từ sạc nó đi ra. Vậy thì những cái dòng xe FI thường là nó hay lấy điện từ ổ khóa, lấy điện từ sạc lên ổ khóá anh em nhé. Đấy, nó thường có một cái mạch như thế. Đấy, thì cái mạch điện lấy từ sạc đi lên ổ khóa này nó là dây gì đen sọc trắng và đi về ổ khóa. Thì ổ khóa này nó có gì, có hai tiếp điểm. Đấy, khi mà mở thì cùng đóng và tắt thì cùng mở ra anh em nhé. Đấy, khi mà mình bật ổ khóa này thì dây đen sọc trắng sẽ đưa điện sang dây đen sọc vàng và đi qua cái cầu chì 10A. Khi điện đi qua cầu chì 10A thì thành dây đen sọc trắng và tiếp tục cấp điện nguồn cho tất cả các thiết bị điện ở trên đây, ví dụ như là mô bin sườn, kim phun, bơm xăng, ECM, van từ kiểm soát hơi xăng, e-vapo. Đấy, và về SCU, rác đọc lỗi, DLC và đi lên công tắc đè. Đấy, của hệ thống mạch đè xe này thì cũng như xe Rimway thôi, nó đơn giản nhé, nó không có cái gì là cái phức tạp cả. Đây là cái đường điện đi qua ổ khóa điện 1. Đấy, tiếp theo cái dây đỏ sọc vàng này đi qua cái cầu chì 10A thì chuyển thành dây đỏ, dây đỏ này đưa lên ổ khóa này. Đấy, khi ta bật khóa điện thì nó về cái tiếp điểm số 2 của khóa điện đây này. Đấy, thì là gọi là khóa điện 2. Khi ta bật ổ khóa điện thì nó sẽ sang dây đen, và dây đen này là dây đen sau khóa đây, đấy, rất là thông dụng như dòng xe phổ thông luôn. Thì dây đen này là điện dương sau khóa sẽ đi tới các thiết bị, ví dụ như đi về chân của dây led xi nhan này. Đấy, đi về công tắc đèn phanh này. Đấy, công tắc đèn phanh trước, công tắc đèn phanh sau. Đấy, rồi là đèn hậu này, đèn soi biển số. Vậy thì cái xe này ấy, anh em chỉ cần bật khóa điện lên một cái là đèn hậu và đèn soi biển số nó sáng ngay, đúng không ạ? Đấy, rồi đưa về đồng hồ, đây là nguồn đồng hồ sau khóa đây, rồi đưa đến công tắc còi. Đấy, rồi đưa thẳng về cái đèn pha led nhé, đưa thẳng về cái đuôi đèn pha led luôn. Đấy, thì cái mạch điện cái xe này thì nó, anh em nhìn nó rất đơn giản nhé, nó chỉ có mỗi cái đèn led của nó thì là cái đèn led nó hơi rích rắc thế thôi. Thì anh em nào mà
Nếu mà trong tương lai nhé, hoặc đã va chạm những cái đèn led chưa nắm được thì anh em sẽ kết bạn lên mình bằng cái số điện thoại này, thì mình sẽ chụp cái sơ đồ đèn led cho nhé. Đấy, thì trên đây là cái sơ đồ mạch điện chính của con xe Cúp 125 FI ổ khóa thông minh Smart Key nhé. Thì cái đường điện này mình thấy là nó quá đơn giản luôn, anh em nhìn cái này anh em đã hiểu ngay. Đấy, nó không rích rắc những cái dòng xe khác đúng không ạ? Đấy, thì anh em nào chưa có thì anh em tham khảo nhé, còn những anh em nào mà có rồi thì thôi đúng không ạ? Còn trong quá trình nhé lên sơ đồ mạch điện cũng như là cái tài liệu nó như thế nào, thì là nếu mà không may mà nó có sai sót trong quá trình anh em xem mà anh em thấy mà nó có sai sót thì anh em sẽ tự thêm vào cái tài liệu của mình đúng không ạ? Đấy, còn là anh em phát hiện ra thì để dưới phần bình luận đấy đóng góp cho mình, để mình cũng phát hiện ra những cái điểm sai sót để mình sửa chữa vào trong tài liệu nhé. Đấy, thì trên đây là cái sơ đồ cụ thể của nó nhé. Thì như mình vẫn nói, tất cả những cái đường điện đấy, cái sơ đồ mạch điện thì nó là sơ đồ mạch điện chính của xe nhé. Đấy, chứ còn nó không phải là sơ đồ mạch điện lắp ráp. Đấy, cho nên là cũng có anh em bảo anh ơi sao cái sơ đồ nó lại không có hệ thống cảm biến rồi nhiều cái mạch khác, thì đây là cái đường điện chính, đường điện dương ắc quy đi tới các thiết bị thôi em nhé. Chứ còn cái đường điện mà nó đủ hoàn toàn thì anh em phải vào các phần mềm, anh em tra cứu ở trên cái sơ đồ mạch điện lắp ráp thì anh em sẽ thấy được nó đầy đủ hết tất cả các mạch, nó không thiếu cái mạch nào cả nhé. Thì trên đấy xem đấy, thì anh em xem thì nói chung là xem thì nó đủ, thế nhưng mà thực chất ấy, để mà xem được những cái đường điện mạch điện lắp ráp thì nó mình tra nó cũng hơi khó một chút đấy, nó mà hai là tra hơi lâu đấy. Chứ còn nếu vào trên những cái dòng điện mạch điện như này thì với anh em có gọi là có kiến thức điện xe máy rồi thì anh em tra nó rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, ví dụ bây giờ anh em mà thấy mà mất kia điện dương sau khóa đi tới chân dơ le xi nhan thì anh em biết là nó đã đi xuất phát từ đâu rồi đúng không ạ? Thì giờ mình đã tra ngay, mình biết nó xuất phát về ổ khóa điện ngay đúng không ạ? Và nó đi gì, đi về cái điện dây màu đỏ về cầu chì 10A. Đấy, thì mình phải tìm kiếm ngay xem cái cầu chì 10A này nó có đứt không đúng không ạ? Đấy, nếu mà nó không đứt thì anh em phải kiểm tra về ngược tiếp về cái cầu chì chính này, rồi các đường dây. Đấy, đường dây nó mục nó đứt thì sao? Đấy, thì đây là những cái sơ đồ mà để mà anh em tìm kiếm nó rất là nhanh. Đấy, với những anh em mà có gọi kiến thức rồi anh em tìm nó nhanh lắm nhá. Đấy, thì những cái sơ đồ này nó giúp ích cho rất nhiều anh em rồi. Đấy, sau quá trình mình lên sơ đồ như thế này thì nhiều anh em bảo là anh em tìm nó rất là dễ. Đấy, ví dụ bây giờ nó đứt cái cầu chì đấy, là anh em đã nhìn và anh em biết là anh em khoanh vùng ngay được là cái cầu chì nó đứt. Đấy, thì nó sẽ liên quan đến những cái mạch gì. Ví dụ như bây giờ anh em cứ tưởng tượng như ví dụ bây giờ cái cầu chì trước ổ khóa là cái cầu chì 10A này nó đứt đi, đúng không ạ? Thì anh em chỉ khoanh vùng ở cái hệ thống đường điện dương ắc quy phía sau này thôi. Đấy, anh em nhé, nó không liên quan gì đến cái ổ khóa điện này cả. Đấy, cho nên là nếu mà nó đứt ấy, thì anh em cắm cầu chì về đứt ngay, kể cả anh em có tắt khóa điện đi thì anh em cứ cắm vào cầu chì vào 10A ở cái mạch này là nó đứt ngay. Nếu mà nó chập ở khu vực đường điện lên đồng hồ này, hoặc đi ra cuộn từ mở yên này, hoặc là chập cái đường điện SCU đấy, hoặc là chập ở cái đường điện dây đen này đúng không ạ, nó chỉ chạm mát ra cục thì cầu chì này nó sẽ đứt. Vậy thì anh em sẽ khoanh được đúng là cái cầu chì này là cái cầu chì bị chập mạch đấy, bị chập ở phía sau này, nên là nó bị chập mạch, nó đứt cái cầu chì 10A này. Anh em sẽ gì, sẽ tóm được cái khu vực điện nó bị chập ở phía sau nó nhé, đúng không ạ? Anh em không phải đi tìm ở những cái mạch đằng này làm gì chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là đi tìm những cái mạch làm gì, tìm những cái mạch này nó là vô ích, anh em không thể tìm được, bởi vì nó có liên quan đến cái mạch này đâu. Đấy, cho nên là những cái mạch điện như thế này thì nó giúp ích cho rất nhiều cho những anh em mà có kiến thức rồi, để anh em khoanh vùng tìm cái đường điện nó bị mất nguồn là một này, như mình vẫn nói đấy, nó bị mất điện là dương ắc quy cấp tới các thiết bị là một này, rồi nó bị chập là hai này, đấy là anh em tìm rất là nhanh. Đấy, thì trên đây là cái sơ đồ cụ thể của cái đường điện chính của con xe Cúp 125 FI để anh em tham khảo nhé. Thế còn cái con xe này thì nó có cái đèn led, thì cái đèn led này nó cũng rất phức tạp. Đấy, thì thực tế thì con xe này nó có cái sơ đồ ở trên cái phần mềm AL Moto nhé. Anh em tải về thì sẽ có cái con xe Cúp này, thì anh em nếu mà anh em muốn tìm mạch sạc nhé thì anh em vào cái phần mạch sạc nhé, thì đều có cả nhé. Đấy, thì anh em tham khảo nhé. Đấy,
đây này, mình che luôn cho anh em để anh em nắm được nhé. Đây này. Đây, ví dụ anh em tìm về hệ thống mạch sạc thì nó cũng đều có ngay anh em nhé. Đây này, mạch sạc của nó anh em này. Đây này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, hệ thống sạc điện của nó này, anh em về với phần mềm anh em nhìn nhé. Đấy, hệ thống mạch sạc của con xe cúp này này, anh em nhìn chưa? Đấy, đây này. Đấy, 2 này, 4 này, 5 giây. Đấy, tiết chế chỉnh lưu này có hết anh em nhé. Thì cái con này điện nó là điện một pha lên, có tiếp mát ở dưới máy điện, máy phát điện nhé. Đấy, nó đưa lên bằng cái dây màu trắng này này, anh em nhìn này. Đấy, dây nâu sọc trắng thì tới bộ đèn pha này. Đấy, anh em nhìn nhá. Đấy, rồi đen sọc trắng thì tới khóa điện, thì anh em nhìn trên sơ đồ có đúng không? Đấy, đen sọc trắng là tới khóa điện một kia kìa. Đấy, nó đều có hết anh em nhé. Đấy, thế rồi đây này, anh em nhìn này. Đấy, qua cầu chì 15A là dây đỏ sọc vàng kia kìa. Anh em nhìn trên sơ đồ thì nó cũng tương tự thế thôi. Đấy, chính xác luôn nhé. Đấy, đây chính là cái con sạc của nó, để anh em nắm được nhé. Dây xanh lục kia kìa là dây tiếp mát kìa. Đấy, con tiết chế chỉnh lưu này là nó có gì, 5 giây. Đấy, nó đều có anh em nhé. Đấy, thì anh em vào những cái phần mềm để anh em tra nhé. Đấy, thì nó có cụ thể hết rồi nhé. Đây là cái đường điện chính thôi, để anh em tham khảo thôi nhé. Thế còn trên cái sơ trên những cái phần mềm nó không thiếu gì cả nhé. Đấy, anh em muốn tra thì anh em vào cụ thể từng cái mạch một anh em muốn tra nhé. Đấy, kể cả đây này, kể cả cả hệ thống khởi động điện cũng thế này, nó tương tự như dòng xe Dream luôn. Đấy, nó cũng chả khác gì đâu. Đấy, cho nên là mình không, nếu nó khác thì mình sẽ lên sơ đồ mình chia sẻ tới anh em, nhưng mà thực chất thì nó cũng giống thôi, không có cái gì cả nhé. Cũng có con dơ le đè, đấy cũng công tắc đè, đấy, tất tần tật là giống nhau hết, nó chả có khác cái gì được. Cho nên là nói chung nó thực tế thì cái mạch đè này nó là như là cái dòng xe phổ thông thôi anh em nhé. Đấy, cho nên là nó cũng không có cái gì rích rác để mình chia sẻ cả nhé. Đấy, để xem mình còn cái gì mình chia sẻ tiếp anh em không. Đấy, thế thôi. Còn cái hệ thống nó chỉ có rích rắc ở đây là cái gì, cái hệ thống gọi là cái hệ thống gọi là đèn led nhé. Thì anh em nào mà khi mà có va vấp cái dòng xe này mà tìm hiểu về hệ thống cái đèn led thì anh em cứ kết bạn Zalo vào với mình nhé. Đấy, đây cái số điện thoại của mình đâu, đây mình sẽ chụp cái sơ đồ mạch đèn led, nó sẽ cụ thể từng cái đường điện nó đi về đâu nó đều có hết, thì mình sẽ chụp để cho anh em gửi về máy cho anh em để anh em tham khảo nhé. Đấy, nó đều có thì anh em cứ kết bạn với mình. Đấy, thì thực tế thì cái điện thoại của mình thì nhiều anh em bảo là sao anh không để điện thoại màn hình, thì mình cũng có phần ở giới thiệu kênh mình cũng cho điện thoại hết rồi nhé. Đấy, nhiều anh em gọi điện về cho mình thì cũng hỏi, thì mình cũng đã chụp cho anh em một số những cái sơ đồ để anh em xem rồi. Đấy, thì cũng rất là hay nhé. Thì mình cũng không thể chia sẻ hết được tất tần tật những cái rắc chân IC, ECM hoặc là SCU, rồi là hệ thống đèn led nhé. Đấy, thì anh em nào cần thì cứ kết bạn, thì nếu mình có nhé thì mình sẽ chụp cho, gửi về máy cho anh em để anh em tham khảo nhé. Thế thôi. Đấy, thì trên đây là cái sơ đồ của nó. Thì anh em con xe cúp nhé. Đây, sơ đồ cúp mạch điện chính xe cúp 125 FI. Đấy, thì anh em tham khảo và có gì cần thì cứ kết bạn, thì mình sẽ chụp tiếp thôi cho những cái hệ thống đèn led như vừa mình nói đấy nhá. Thì cái video này mình cũng xin tạm dừng ở đây, hẹn anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.